Xin chào quý vị và các bạn, và trên tay Quang Minh ở đây đang có là sản phẩm máy lọc không khí Kao K06A. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về sản phẩm này, đặc điểm của nó như thế nào và có những gì nổi bật. Với một thiết kế là hình trụ vuông, một sản phẩm của chúng ta thì sẽ có dáng đứng rất là vững chãi. Ngoài ra là chúng ta có thể đặt được bất kể chỗ nào ở trong không gian của chúng ta rất thoải mái. Với thiết kế là lấy gió ở phía sau đẩy ra phía trước thì sản phẩm này của chúng ta sẽ thay được một chiếc quạt, và chúng ta có thể vừa là lọc không khí vừa có thể sử dụng để lọc quạt, rất là tiện lợi, rất tiện ích. Một sản phẩm mà chúng ta có thể hai chức năng. Với sản phẩm này chúng ta thì có công suất tối đa là 58W và nó làm việc hiệu quả cho một căn phòng 45m2. Một sản phẩm có thể phục vụ được một căn phòng rất là rộng lớn. Với sản phẩm này chúng ta sẽ có là 4 cấp độ gió. Với 4 cấp độ gió thì chúng ta sẽ kết hợp cùng với cả 4 lớp lọc của chúng ta thì sẽ giúp cho không khí của chúng ta trong lành hơn. Chúng ta sẽ có là một lớp lọc thô, công ty sẽ mở ra. Thì với sản phẩm này của chúng ta thì sẽ là một lõi lọc 3 trong 1. Lõi lọc 3 trong 1 này thì sẽ có bao gồm là một lớp lọc thô, và tiếp theo trong đấy là chính là một lớp màng lọc HEPA. Màng lọc thô thì sẽ giúp cho chúng ta loại bỏ các loại bụi lớn như là các cái sơ vải hay là các cái lông thú cưng, rồi tóc các thứ thì sẽ được giữ lại ở lớp ngoài cùng này. Và phía trong của chúng ta thì sẽ là màng lọc HEPA H13, sẽ giúp cho chúng ta loại bỏ được những bụi mịn, những bụi theo tiêu chuẩn 2.5 PM. Và với màng lọc tiếp theo nữa của chúng ta đó chính là các lớp tổ ong này. Ở đây thì chúng ta sẽ có các hạt than hoạt tính sẽ giúp cho khử khuẩn và khử mùi cho không khí, tan giúp không khí trong lành hơn. Ngoài ra thì ở trong sản phẩm của chúng ta thì sẽ có thêm cả đèn UV sẽ giúp cho chúng ta khử khuẩn và giúp cho không khí trong lành, cũng như diệt được một số loại vi khuẩn virus khuếch tán ở trong không khí. Và với sản phẩm này thì đó là các tầng lọc. Ngoài ra với ion âm mà máy phát ra thì cũng có thể giúp cho chúng ta một lần nữa loại bỏ được các vi khuẩn cũng như các virus và các hạt bụi mịn lơ lửng ở trong không khí, và từ đó thì sẽ giúp cho chúng ta cải thiện được cái luồng không khí cũng như là cải thiện được cuộc sống. Để nhận diện hiển thị cũng như là điều khiển được máy hoạt động một cách hiệu quả thì ở đây chúng ta sẽ có là cái cảm biến. Đây là cảm biến, này là cảm biến để đo lượng bụi mịn ở trong không khí. Cảm biến dựa trên nguyên tắc là đo laser, tức là nó sẽ đếm các hạt bụi mịn lơ lửng trong không khí khi được hút đi qua cái cảm biến này. Để cho cảm biến hoạt động một cách hiệu quả thì chúng ta có thể sử dụng tăm bông như thế này. Chúng ta sẽ vệ sinh cái cảm biến bằng cách là lau như thế này. Chúng ta thỉnh thoảng chúng ta sẽ lau như thế này để cho cái cảm biến chúng ta sạch và có thể hiển thị được tốt nhất cái chất lượng cũng như là điều khiển máy hoạt động một cách hiệu quả. Với sản phẩm này của chúng ta thì với cảm biến này thì sẽ giúp chúng ta nhận diện được, ví dụ chúng ta mở cửa hay là chúng ta nấu ăn, chúng ta có trong phòng xuất hiện mùi hay là xuất hiện khói thì cũng như là hoặc là có bụi mịn, do chúng ta mở cửa thì máy có thể điều chỉnh tốc độ gió để từ đó giúp cho nhanh chóng có thể loại bỏ mùi hay là loại bỏ bụi mịn, loại bỏ các tác nhân khiến cho không khí chúng ta không trong lành. Thì với sản phẩm này của chúng ta thì ở trên đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy được rằng là ở đây thì sẽ có đầu tiên là nút nguồn rất nổi bật ở đây. Bấm nút nguồn thì máy sẽ hoạt động theo chế độ auto và máy sẽ hoạt động ở mức độ gió vừa phải để cho cái bộ đếm nó hoạt động cũng như là đo được cái lượng bụi mịn ở trong không khí để từ đó quyết định được rằng là cái mức độ gió nào là hiệu quả, mức độ gió nào là tối ưu. Ở đây thì chúng ta có thể thấy được rằng là có nút treo lock và UV. Thì nếu như chúng ta chỉ bấm bình thường này, tức là chúng ta đang kích hoạt chế độ bật hoặc tắt UV. Đấy. Và khi chúng ta bấm và giữ
thì có tiếng hình cái khóa nó sáng lên, thì lúc đấy chúng ta sẽ không có thể thao tác được gì nữa. Đây là chế độ khóa trẻ em, và để hủy khóa chúng ta sẽ bấm và giữ cho đến khi có âm thanh phát ra. Như vậy thì đã khóa hủy được khóa trẻ em. Tiếp theo là timer, đây là chính là cái chế độ hẹn giờ, và chúng ta có thể hẹn giờ tới 8 tiếng. Và chế độ phím tiếp theo chính là phím speed. Phím speed này thì sẽ mặc định thì nó sẽ chạy ở mức auto. Còn nếu như chúng ta có thể bấm vào đây thì chúng ta có thể thay đổi được từ 1, 2, 3. Thì chúng ta có thể thấy được cái cảm nhận được cái gió sẽ hoạt động nó khác nhau. Chúng ta sẽ có nút ion âm, tức là anion thì khi mà chúng ta bấm vào thì máy